Cụ thể, ở trang quan trắc AirVisual, chỉ số ô nhiễm không khí AQI trung bình của Hà Nội là 50, đạt mức tốt trên thang điểm đo. Tương tự, trên trang quan trắc PALM Air, chỉ số AQI cũng ở mức tốt. Các điểm thường xuyên ghi nhận AQI cao như Mai Dịch chỉ còn 45, Kim Liên 41, Vinhome Time City 34. Theo đại diện của Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, chất lượng không khí cải thiện do nhiều nguyên nhân. Trong đó, quan trọng nhất là Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc. Thời gian này, Hà Nội đã nhận được nhiều trận gió to, kết hợp với ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc từ đầu tuần, khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không còn lớn như trước, giúp khuếch tán các chất gây ô nhiễm cho không khí được tốt hơn. Theo đánh giá, chất lượng không khí của Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục tốt trong thời gian tới.